Thưa các bác, hôm nay thì tiện một đơn hàng là khách hàng có qua trực tiếp ở cửa hàng bên em và đang tham khảo một số những cái mẫu vang, và hôm nay thì em đưa ra một cái dòng vang mới đời mới của bên PS Audio. Mã sản phẩm của con này là con RS 350 Pro các bác nhé, hàng chính hãng đến từ thương hiệu PS Audio. Thì bên em là đại lý phân phối của PS Audio cũng như là một số những cái hàng hãng khác nữa. Thì khi mà các bác mua hàng ở bên em thì các bác hoàn toàn an tâm. Thì đây là cái bao bì đóng gói của sản phẩm. Thì với cái con này thì cái hình thức bao bì đóng gói của sản phẩm thì các bác sẽ nhìn trông nó rất là chuyên nghiệp. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái mã sản phẩm đây. Đây là cái kiểu dáng sản phẩm ở phần phía bao bì. Đây là cái sản phẩm này thì hàng chính hãng của PS Audio, và đây là cái sản phẩm chính thì em đã đưa ra ngoài. Và nhấn mạnh các bác, đây là một cái model đời mới nhất, cao cấp nhất của bên PS Audio, hàng chính hãng. Và các bác lưu ý hộ em là với PS Audio cũng như là một số những cái hãng khác ấy, thì những cái sản phẩm mà âm thanh hay và kiểu dáng đẹp và bán chạy thì đa phần là bị làm nhái làm giả trên thị trường. Thì khi mà các bác mua thì khi tại thị trường Việt Nam thì các bác đặc biệt lưu ý là hãy lựa chọn những cái cơ sở uy tín mua hàng chính hãng để chúng ta sẽ có một cái chất lượng hàng là ok nhất. Và cái sản phẩm chính ở đây thì em đã đưa ra ngoài. Thì với cái con này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị ở đây, nó sẽ thông báo là cái trạng thái nhạc. Đồng thời là khi mà chúng ta đặc biệt hơn những cái dòng vang khác ấy, là đặc biệt là khi mà chúng ta đọc cái như dữ liệu số ở cái USB này thì nó sẽ thông báo luôn cái tên bài hát luôn, các bác thấy không ạ? Ở trên cái màn hình này nó thông báo luôn cái tên bài hát thì nó rất là cao cấp so với những cái dòng khác, thì nó hơn hẳn ở cái chế độ đấy. Đồng thời là với cái con này thì nó thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam và cái cách nghe cũng như là cách dùng của người Việt Nam. Thành ra là khi mà chúng ta để ở chế độ phẳng tất cả 12 giờ, đây em vừa lôi ở trong hộp ra, đây có bác khách ở đây, vừa lôi ở trong hộp ra và tất cả để chế độ mặc định, chế độ phẳng 12 giờ hết. Chưa can thiệp cái gì cả, chưa chỉnh cái gì cả, nhưng mà âm thanh của nó rất là thuyết phục, rất là hay. Ở đây là đường tín hiệu ra thì em sẽ sử dụng, đây là cái đường main, là đường chính này dành cho loa trái loa phải này, đường loa súp Super này, là Super Bass này. Và một chút nữa thì em cũng sẽ lấy cái đường tiếng ở trên đường cổng quang ở trên TV. Ở đây thì em sẽ bật ở chế độ phẳng nhá. Ở đây các bác sẽ nghe, đầu tiên là các bác sẽ nghe cái phần âm thanh ở chế độ phẳng. Ở đây là chúng ta đang nghe cái cổng USB, và bây giờ em sẽ rút USB ra, em không nghe USB nữa và em sẽ nghe cái đường cổng quang học. Đường cổng quang học thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút input này để chúng ta chuyển qua chuyển lại những cái chế độ đấy. Ví dụ như là đây là chế độ Bluetooth, là có nghĩa là giao tiếp không dây với điện thoại. Chúng ta ấn thêm một lần nữa là đường AUX1 này. AUX1 là những cái đường mà cắm ở đằng sau qua cái cổng RCA, cổng hoa sen đấy. AUX2 cũng vậy, và chúng ta chuyển lần nữa cho nó xe sang cái chữ OBT này. Đấy ạ. Ấn nút input đây, là đường cổng cùng quang này. Thì chúng ta sẽ tăng cái âm lượng lên, và đây thì em đang nghe ở thẳng ở trên TV qua đường cổng quang các bác nhé, chưa chỉnh cái gì cả, nhưng mà các bác nghe cái phần âm thanh đấy ạ. Thì cái con này thì với cái con này là đặt hàng dành riêng cho thị trường Việt Nam, thành ra là khi mà chúng ta bật lên ở chế độ phẳng thì nghe nó rất là thuyết phục rồi. Còn rõ ràng khi mà chúng ta chỉnh thêm nữa thì âm thanh nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều. Thì với cái con này thì ngay khi mà bật lên thì các bác thấy là cái tiếng tép, đầu tiên là cái tiếng tép nghe nó rất là rõ, và tiếng tí tách, tiếng kẽo kẹt ở loa rất là hay. Và cái giải bass thì nghe rất là gọn tiếng và chắc tiếng, và giải trung thì nghe nó sẽ rõ tiếng hơn rất là nhiều so với những cái dòng vang khác. Đây các bác nghe lại cái phần âm thanh. Tiếng kẽo kẹt của loa nghe rất đã tai luôn, cái chi tiết âm thanh rất là tốt luôn các bác nhé. Và cái con này thì nó sẽ có cái màn hình này là dạng là màn hình LED. Thì cái con này thì khi mà chưa có nhạc vào thì nó sẽ xuất hiện cái logo thương hiệu là PS Audio, và khi mà chúng ta vặn nhạc lên thì nó sẽ có những cái cột, nó sẽ có cái cột nó thông báo cái trạng thái nhạc, nó sẽ nháy theo nhịp điệu của nhạc, thì nghe nghe hay và nhìn thấy thẩm mỹ rất đẹp luôn các bác nhìn đấy ạ. Và ở đây thì em cũng giới thiệu sơ qua ở phần phía mặt trước. Cái con này thì đặc biệt là con này nó là vang số, vang cơ lai số nhé. Cơ có nghĩa là em nhắc lại là cơ là chúng ta chỉnh bằng cơ, có nghĩa là chúng ta chỉnh trực tiếp ở trên sản phẩm, chúng ta không cần dùng đến máy tính, không cần dần dùng đến phần mềm, không cần dùng đến những cái dụng cụ phức tạp. Đấy, cách chỉnh phức tạp mà chúng ta sẽ chỉnh trực tiếp ở trên sản phẩm. Cần cái giải nào thì chúng ta đưa cái tay vào cái giải đó, tính năng đó chúng ta vặn lên tăng giảm theo cái tùy thích của chúng ta. Và đặc biệt nữa là cái con này thì phần chỉnh của nó, em nhấn mạnh các bác nhé, nhấn mạnh với các bác là nó sẽ hơn rất rất nhiều những cái dòng vang khác. Ví dụ ở đây em sẽ chỉnh này, các bác thấy không ạ? Khi mà em vừa đưa cái chiết áp vào đây nhá, em vừa đưa cái chiết áp vặn ở đây thì các bác thấy là cái phần này này, đây ạ, nó sẽ thông báo cái số luôn. Ở con này thì cái vừa phần cơ và con này là nó lai số ở cái chỗ là con này nó chạy cái chip xử lý âm thanh.
là một con chip số dòng chuyên nghiệp. Em nhấn mạnh các bác là nó là dòng chuyên nghiệp. Đấy, và đây các bác sẽ nhìn thấy vặn này, cái thông tin số là, ví dụ bình thường ở đây các bác thấy để ở đây nó là 50% đúng không? Chúng ta tăng lên thì nó thấy là 100%, đây chúng ta sẽ tăng như này thì chúng ta sẽ biết được là cái thông tin của chúng ta, những cái giải chỉnh của chúng ta nó ở cái tỷ lệ bao nhiêu, cái thông tin cực kỳ là chính xác, cũng như là cái giải MIDI này. Đấy. Đấy, giải này, giải bass này. Đấy, và ví dụ như cái hiệu ứng đây, hiệu ứng revert này. Đây, revert thì nó hơn hẳn những cái con vang khác là nó ở cái chỗ này này, nó có cái hiệu ứng revert này này. Thì khi mà có hiệu ứng revert thì cái âm thanh tiếng mic của chúng ta nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy, và cái thông tin số ở đây thì cực kỳ là chính xác, cực kỳ là rõ ràng luôn các bác nhé, rất là hay. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái công tắc này là cái công tắc mà chống du rít mic. Thì trong trường hợp mà các bác sử dụng hệ thống mà nhiều loa và hát với công suất lớn và chúng ta hát, chúng ta đứng gần loa, lúc đó mic của chúng ta cái độ nhạy nó bị ảnh hưởng bởi cái loa xung quanh và nó bị cộng hưởng, nó bị rú rít mic, thì chúng ta sẽ ấn cái nút công tắc này xuống để mà kích hoạt cái bo mạch mà chống rú rít mic ở trong cái con vang này. Thì lúc đó thì con vang này nó sẽ giảm thiểu tối đa cái việc mà chúng ta rít mic, thì chúng ta hát nó sẽ nhẹ nhàng mà nó không bị rít mic bởi cái công tắc này. Đấy, FBX các bác nhá, đây là cái kích hoạt bo mạch mà chống rú rít mic. Chúng ta có thể dùng mà chúng ta cũng không thể dùng bằng nút tắt bật đây. Và đây là một loạt những cái hiệu ứng là ví dụ như revert hoặc là chính hiệu ứng ở dưới là chỉnh echo. Đấy, chúng ta sẽ có phần revert thì chúng ta sẽ ở phần phía trên thì chúng ta sẽ chỉnh về phần có cả giải bass trung tép và phần revert này. Và đây là cái phần revert time và revert này. Và đây là phần ở phần phía dưới là phần echo thì có vang nhanh, vang chậm, vang dài, vang ngắn. Thì ở đây thì chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thì nó rất là đơn giản, chúng ta để hết 12 giờ là thấy nó rất là ok rồi. Vì nó đã chỉnh riêng trong thị trường Việt Nam, cách dùng của người Nam, cách hát của người Nam, cách nghe của người Việt Nam. Thành ra nó rất là phù hợp rồi. Còn khi mà chúng ta chỉnh thêm thì nó sẽ phù hợp hơn nữa. Đây ạ, à, các những cái giải equalizer của phần tiền phần echo đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái phần. Thứ nhất là phần này, phần mic này. Phần mic thì chúng ta sẽ có là phần bass chung và chép của tiếng mic nhá. Phần này phần music là phần nhạc đấy, là bass chung chép của phần nhạc để chúng ta chỉnh giữa phần mic và phần nhạc. Đấy, và đặc biệt nhấn mạnh các bác là cái con này thì nó hơn những cái dòng khác, là ví dụ như là trong cái phần revert thì nó cũng có chỉnh riêng cho phần bass chung chép của revert. Và phần echo thì nó cũng có bass chung tép riêng cho phần echo. Đấy, nó rất là chuyên nghiệp ở trong cái phần đấy. Và ở đây thì nó sẽ có ba cái chiếc áp chức năng chính. Nó là chúng ta sẽ chỉnh về cái phần đây là phần hiệu ứng này, hiệu ứng tiếng mic này. Đấy. Và ở đây là chúng ta sẽ chỉnh volume tiếng mic và đây chúng ta sẽ chỉnh volume tiếng nhạc. Ở đây em sẽ đẩy tiếng nhạc lên, các bác sẽ nghe thử lại. Đặc biệt là cái con này, cái phần tiếng tép mà nghe nó rất là rõ, rất là sáng mà âm thanh rất là hay luôn các bạn nhé. Tiếng bass thì dày mà tiếng tép thì rất là sáng thì chưa chỉnh cái gì cả nhưng mà âm thanh rất là thuyết phục. Công tắc nguồn ở đây. Đấy, và đây thực tế là bác khách ở đây thì anh thấy không? Tiếng rất hay. Rất là hay luôn đúng không? Nghe rất là sáng, tiếng rất là to, rõ tiếng. Đấy thì bây giờ các bác lưu ý hộ em là không cái gì bằng thực tế là khách hàng đến tận nơi này, nhìn thấy cả sản phẩm này, sờ tay vào sản phẩm và cuối cùng trải nghiệm âm thanh của sản phẩm và khách hàng giơ tay gật đầu, đấy là cái rất là quý và chính xác nhất các bác nhé. Ở phần phía sau ở đây thì em cũng giới thiệu sơ qua, đây là cái phần nguồn này, nguồn đầu vào này. Ở đây chúng ta sẽ có cái dâu anten phát bluetooth, ở đây thì em chưa bắt cái dâu anten vào, dâu anten nó sẽ ở trong hộp. Chúng ta sẽ có đường tín hiệu vào qua cái jack là jack phổ thông, là jack RCA, jack hoa sen đây. Và chúng ta sẽ có cái chiết áp này là chiết áp âm lượng, giới hạn âm lượng an toàn trong trường hợp mà các bác ở nhà mà có trẻ nhỏ sợ các cháu vặn to hết cỡ thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiết áp này. Đường cổng quang này, đường loa súp này, chỉnh là cần tối tần số cắt cốt này và tỉnh âm lượng của loa súp này. Và đây đường loa center này, center chúng ta sẽ âm lượng lên ra center. Và thứ hai nữa là chỉnh cái la center là phát nhạc hay phát mic này. Và đây là đường main, đường chính này. Và đặc biệt là nó có sẽ có cái đường này dành cho những cái bác mà live stream trực tiếp, cắm đường dây này vào điện thoại để live stream trực tiếp nhé. Thì nó sẽ âm thanh nó sẽ chính xác hơn và nó không bị tạo âm, âm thanh nó rất là chuẩn. Và đây là giới hạn cho đường an toàn cho đường mic. Và mic thì chúng ta sẽ có jack Calong và jack hoa sen, jack 6 ly để chúng ta lựa chọn giữa jack Calong là jack Lào, jack 6 ly hay là jack Calong ở đây. Và tiện hơn nữa là con này thì nhà hãng người ta tặng kèm có các bác là có cái điều khiển từ xa để các bác ngồi từ xa để các bác tăng giảm âm lượng cũng như là thay đổi một cái số tính năng ở trên con vang này, ngồi từ xa không phải lại gần con vang nữa, rất là tiện luôn các bác nhé. Tiếp đến là cái tiếng mic các bác nhé. Tiếng mic ở đây thì em đơn giản là em sẽ sử dụng là một cái mic có dây. Cái mic này bên em bán rất là rẻ thôi, giá 700.000 một bộ mic này các bác nhé. Đây các bác sẽ nghe cái phần tiếng mic ở chế độ âm thanh mộc, em chưa can thiệp cái gì cả, chưa chỉnh cái gì cả, để hết 12 giờ các bác nhé. Để các bác nghe cái phần âm thanh này. Alo 6 7 1 2 tiếng rất là ok các bác nhé, tiếng rất là luộc luôn các bác nhé. Đây anh thử, đây anh thử tiếng, độ nhạy rất là cao và rõ. 1 2 3 4 5 2 ok. Vâng, cảm ơn anh ạ.